Chào mừng các bạn đến với kênh Sadek TV. Hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn một cái điểm tham quan mới nổi cũng khá là độc đáo. Nơi đây có tên là Color Land, hay gọi là vùng đất sắc màu. Thì cái điểm tham quan này tọa lạc tại ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc các bạn. Được đặt tên là cái vùng đất sắc màu bởi vì khi vừa đặt chân vào đây thì chúng ta sẽ choáng ngợp với cái con đường sắc màu được thiết kế bằng những cái tấm vải đầy màu sắc. Đây là cái con đường sắc màu đó các bạn, rất là nhiều màu sắc. Ở đây thì chúng ta cũng có thể chụp được những cái góc ảnh đẹp ha, trên cái con đường này. Theo cái chủ của cái cơ sở này cho biết thì hiện tại cái kinh phí đầu tư cho cái điểm tham quan này là hơn 2 tỷ đồng. Theo cái chủ đề là hoa và xe thì bên trong cái khu tham quan rộng khoảng 3.000 mét vuông này thì được bố trí rất là nhiều hoa, và cũng là cái nơi quy tụ của gần 30 chiếc xe khác nhau, của hơn 10 dòng xe từ cổ điển đến hiện đại, từ xe ô tô đến xe máy, xe xích lô, xe đạp, xe phục vụ cho nông dân trồng hoa. Đặc biệt là sự xuất hiện của những chiếc xe hơi cổ thịnh hành từ những năm của những thập niên 50-60 của nhiều hãng khác nhau như là Volkswagen, Bentley, Ford, Mercedes, Fiat, Peugeot, Toyota, vân vân. Thì những cái chiếc xe này có điểm đặc biệt là nó được sơn bởi nhiều cái màu sắc khác nhau. Đây là những cái chiếc xe được ông chủ này thu mua lại từ những cái xe đã qua sử dụng các bạn, sau đó thì được sơn màu lại. Và đặc biệt là những chiếc xe này thì hiện tại thì vẫn còn đăng kiểm và vẫn chạy được nha các bạn. Bên trong của cái khuôn viên của cái điểm du lịch này thì còn có một cái khu nhà được xây dựng theo cái hình dáng là chiếc xe bốn bánh để phục vụ khách tham quan chụp ảnh. Mặc dù chưa chính thức mở cửa phục vụ du khách, nhưng mà những ngày qua thì cũng đã có khá nhiều cái du khách họ tò mò và thích thú khi lần đầu tiên được đặt chân đến cái điểm tham quan này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phỏng vấn một vài vị khách tham quan để xem cái cảm nhận của họ về cái điểm du lịch này như thế nào nha các bạn. Bạn cho biết vì sao bạn biết cái điểm du lịch này mà bạn đến, và đến đây bạn thấy sao? Dạ, em được coi ở trên fanpage của San Diego Đanh đó anh, với nhiều bạn giới thiệu. Rồi em đến đây thì em thấy cảnh thì nó rất là hợp với em. Nó có nhiều cảnh như bông hoa nè, rồi mấy cảnh chụp xe, chụp thuyền đồ thì nó từ nào giờ ở đây chưa có. Mấy chiếc xe ở đây em thấy sao? Dạ, mấy chiếc xe đây thì nó đẹp và lạ, giống như mấy cảnh trên Đà Lạt. Sáng giờ anh chụp nhiều hình chưa? Dạ nhiều. Chụp nhiều thấy hình mình chụp ra thấy sao? Dạ ưng ý lắm. Cái giá vé rồi em thấy sao? Dạ giá vé thì hợp lý. Ở đây nãy giờ em vô em chụp rồi, em ấn tượng nhất là chỗ nào? Dạ ấn tượng nhất là cái khu mấy chiếc xe hơi. Thấy mấy chiếc xe này nó làm sao? Nó nhiều màu sắc, như nó hợp với mấy cái người thích mấy cái kiểu chụp hình phong cách đó. Rồi cho anh hỏi nha, thì em tới đây thì em thấy cái điểm du lịch này như thế nào? Điểm du lịch này thì khá là đẹp, nhưng mà lần đầu tiên đến đây nhiều chỗ để chụp hình nhưng mà em chưa đi hết nữa, mới đi được khúc này thôi ạ. Thấy đẹp chỗ nào đặc biệt chỗ nào? Xe nhiều, xe rất là thích xe với lại hoa, phong cảnh thì mát mẻ, dễ chịu. Mấy chiếc xe ở đây em thấy sao? Rất là đẹp, với lại có nhiều màu, nhiều mẫu khác nhau nữa, muốn nào cũng muốn đi, chiếc nào cũng muốn đi chụp hết. Thưa các bạn, thì theo chia sẻ của cái chủ của cái điểm du lịch này thì hiện tại thì cái việc sưu tầm xe vẫn đang được thực hiện với cái mục tiêu là có khoảng 100 chiếc xe để trưng bày cái trong cái khu du lịch này để phục vụ du khách. Thì dự kiến cái điểm tham quan này sẽ chính thức mở cửa phục vụ khách tham quan
kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2021 tới đây, với cái giá vé là 30.000 đồng đối với người lớn và miễn phí đối với trẻ em. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những cái điểm đến hấp dẫn trong cái thời gian tới đây. Đặc biệt là trong cái thời điểm cuối tháng 1 tới đây thì thành phố Sa Đéc sẽ diễn ra hai cái sự kiện là tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Đồng Tháp và lễ hội hoa sen Sa Đéc. Thì trước cái việc đầu tư thêm một cái điểm du lịch mới này thì hứa hẹn Sa Đéc sẽ là điểm đến hấp dẫn dành cho du khách nha các bạn. Sau đây thì mời các bạn cùng nhìn lại một số cái góc ảnh đẹp tại cái điểm tham quan này nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video thấy hay thì nhớ nhấn like cũng như đăng ký kênh và chia sẻ video đến mọi người nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.